Mến chào quý vị, Diễm Quỳnh rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, do được tam hợp quý nhân tương trợ trong tháng 12 âm lịch tháng Quý năm thì tuổi Dậu có những đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Có thể nói rằng tháng 12 do được quý nhân tương trợ đã mang đến vận may tài lộc. Con giáp này sẽ có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Và ngay sau đây thì không để cho quý vị phải tò mò và chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần phân tích chi tiết về vận trình của tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 12 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác và gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Bạn không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bạn luôn tự để mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt và thậm chí là bị nhiều người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bạn nên hết sức thận trọng cho dù bạn có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi kết quả từ bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc ầm ầm kéo về, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Dậu trong tháng 12 này. Mặc dù công việc không được tốt nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã mang đến cho những người này khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh thì bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ trước khi mà đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ tuổi Dậu, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc đã khiến cho bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần phải chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi bạn cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Các gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến cho đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình bạn cũng sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc là một chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch năm 2021, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc cho nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe.
Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không nhiều tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm thì không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cái trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề sức khỏe cũng như là tâm tính của mình, biết cách nhìn nhận thuận nghịch cảnh mình đang gặp phải để có cơ hội phát triển. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để bản thân mệt mỏi kéo dài và nếu có bệnh thì nên chú ý thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát và nên chú ý vận động rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì sẽ có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cũng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tháng này với người tuổi Tân Dậu vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần phải đề phòng giấy tờ, vật có giá, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu chưa nên, cho nên là thực hiện các mưu sự mới thì cũng phải cẩn thận. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Sự nghiệp của người tuổi Quý Dậu tháng này khá ổn định. Trong quá trình làm việc ít nhiều gì, bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe, nữ Quý Dậu tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra nữ Quý Dậu cũng phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình thì đây sẽ là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Trong tháng này những người sinh năm 2005 được dự đoán là sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học tập để chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào năm sau. Bản mệnh đã bước sang năm cuối của chương trình phổ thông nên sẽ chịu nhiều áp lực, cần phải chú ý quan tâm đến sức khỏe, có thời gian biểu phù hợp và cân đối giữa việc học tập nghỉ ngơi. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 và 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng Tân Sửu, tháng 12 âm lịch có đạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ, Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có đạp giáp là Đinh Mão, có đạp âm là Lô Trung Hòa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho rằng bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Năm nay gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn và mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt là kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Dậu. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Dậu trong tháng 12 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì Diễm Quỳnh cùng với những người thực hiện chương trình này luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để giúp mình có thể thay đổi vận mệnh ngày một tốt hơn. Chúng tôi xin được cảm ơn vì quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát quý vị nhé. Xin mến chào.